tí về mua giùm con cá. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Mạnh Phúc TV. Đi thôi. Và hôm nay là 22 ở dưới đúng không mọi người? Thì ngày mai là ông táo rồi, 23 thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn một địa điểm mua sắm hoa Tết rất là nổi tiếng xưa giờ ở vùng đất Biên Hòa, đó chính là quảng trường tỉnh Hội Hoa Sơn năm 2024 nha mọi người. Và bây giờ mình đang đứng ở phía trước thì bây giờ mình sẽ đi coi mé bên đây trước, đi một vòng luôn nha các bạn nha. Hôm nay là tối 22 thì theo mình thấy là có đông hơn mỗi năm tí xíu. Mỗi năm thì mình hay quay ngày 23 với ngày 28, 29 á. Thì đây là vườn hoa lan, 10 phong lan khá nổi tiếng ở bên A42 á mọi người. Cúc đại lớn ghê, bự ghê. Cúc đại hiện tại giờ mình cũng chứng với giá mọi năm thì cũng cỡ 2 triệu một cặp á mọi người. Còn hiện tại thì năm nay kinh tế như thế này mình cũng không biết giá bao nhiêu. Bên đây là hoa mai và tắc, những chậu mai nhỏ nhỏ, rồi ớt, rồi vạn thọ. Bây giờ sẽ đi qua bên tay phải, bên hướng của mấy chậu này không biết nhiêu hen. Ớt nè, hoa vạn thọ, tắc. Tắc là trái rất là chịu chịu quả luôn á mọi người, quá trời tắc luôn á mọi người. Mai hoa giấy này đẹp lắm nè mọi người, chưa mà. Hiện tại thì mấy cái này người ta có thể là gỡ gần Tết là nó sẽ nở nè, người ta đang tỉa đó. Mọi người thấy mấy bông hoa giấy đẹp không? Đó, đẹp chưa? Rồi sẽ đi lên tiếp. Bây giờ những chậu bonsai nè, cây tùng nè, cây khế kìa, khế tùng. Cái này là cái gì quên mất tiêu, cái này là hoa nó ngọt ngọt thơm thơm đúng không? Này có đẹp nè, dáng này đẹp à. Cái gì? Ờ à, đúng rồi đúng rồi, mai chú thủy. Bên kia khế kìa mọi người, thấy khế không? Sứ nữa nè. Đây đi ra phía bên đây tắc nè. Ê tắc trái lớn ghê luôn á. À khế nè, tắc này về ngâm chân gà xả tắc là hơi bị lời luôn mọi người. Mua một cây về trồng, bắt đầu cái là tới mùa cái là đỡ phải đi mua đó. Thì ở nhà mình hiện tại là cũng có một cây tắc, nhưng mà là trong cái đợt dịch đó, thì là cũng hái hết trơn để ngâm chân gà xả tắc bán. Hiện tại cái tắc đó nó cũng chết rồi. Với một cây chanh, cây chanh thì lâu lâu mà ngoài chợ không bán lá chanh thì cũng ra lặt, lặt xong thì cũng chết luôn đó. Cúc đại đi ra ngoài. Một triệu một cặp. Đây là một triệu nha mọi người.
Ê, lâu rồi mới thấy cái bò cặp vàng này ra hoa nè. Đâu? Ở này kêu là bò cặp vàng mà. Đúng không? Cái này là cây bò cặp vàng chứ nguồn Hoàng Yến á. Chứ còn không biết là tên nước ngoài thì tên gì không biết. Cái chừng giờ nha, ớt nè mọi người có thể mua về trồng cũng được trang trí. Hồi xưa là thấy người ta hay mua ớt mua đồ á, thời màu gà. Đây. Tàn ta tan. Đẹp ghê không? Những vườn hoa rất là đẹp. Mà này là ê cái gì quên mất tiêu rồi nè. Nhớ không? Cái hoa nó đã bứt ra cái hút hút và treo lên lỗ tai á. Cẩm chướng. Cúc. Cái đó là kêu là cúc gì à, cúc cúc gì cúc nhém. Đây. Hiện tại thì mình cũng sắp đi hết ở phía bên trái của quảng trường, phía bên tay phải của quảng trường tỉnh rồi nha mọi người. Mâm xôi nè. Cúc mâm xôi và vàng thọ, hoa giấy. Mọi người thì hiện tại thấy là hiện tại mình đang quay buổi tối, mình chưa có chỉnh màu chỉnh đồ mà mọi người thấy là hoa rất là đẹp đúng không? Không mọi người, hoa vàng lên là màu trắng, màu hồng, màu đỏ rất là đẹp. Mình chưa có chỉnh màu video và có thể video này mình sẽ không có chỉnh màu đâu nha mọi người. Cũng miếng đá hạt khoảng 15.000 đồng với vỏ ngoài đồng đùm bên trong bề mịn khi ăn cắt thêm bổ ớt đi ngon tới thăng hoàng quyền vị cay cay tề tề của ớt mùi vị thơm ngon quá đỗi xuất sắc. Chỉ 15.000 một cây là thưởng miếng đá hạt khẩu chất hơn nước cất. Nhanh chân quẹo vô các bạn ơi, đồ chơi đồng giá 49.000 giờ về qua kia tất cả các món đồ chơi đồng giá 49.000. Ê không biết cái lô tô chưa ta? 49.000 tôi tại chỗ hoặc mua chưa có lô tô, mỗi năm lại chơi lô tô nhớ không? Hiện tại là chưa có lô tô nha mọi người, chỉ có những cái khu này với những cái khu trò chơi nhân gian thôi, còn chưa có lô tô, chưa được kêu số. Mà không biết là bao nhiêu, thường thường hiện tại thì mấy năm nay mình thấy là tổ chức lô tô ở công viên B5 Dương Tử Giang á mọi người, còn không biết năm nay có chưa. Còn bên đây là từ lúc dịch tới giờ là trống hoang tàn luôn. Đây là khu ăn uống nè. Mình thấy có vẻ năm nay thì chưa được sơm tụ lắm. Mỗi năm thì mình năm ngoái giống như năm ngoái với năm kia mình nhớ 23 thì cũng không có nổi mà thưa như vậy đâu. Hoa thì người ta cũng đã xuống hết trơn rồi, nhưng mà năm nay thì thấy có vẻ mọi người thấy giống như bên đây là còn trống là mọi người, những cái ô trống với lại hạt đây cũng trống, là họ cũng không có trưng bày ra nhiều. Đây. Những chậu cúc nhém. Cúc nhém nè mọi người, năm ngoái là cúc nhém cũng mấy trăm chậu luôn á. Cúc nhém, ớt. Những loại hoa tiêu biểu của ngày Tết. Cái này nở tét lét ha, cái này cũng đẹp rồi, nở hết rồi. Mâm, cái này chưa nở, mâm xôi này chưa nở nè, hoa. Ê, tính ra năm nay thấy hơi vắng hơn, với lại là ít gian hàng. Hồi trước là cái khúc này là sẽ có ghi câu đối rồi bán những cái vật phẩm phong thủy á. Hiện tại thì mình chưa thấy. Bán trầm hương nè, rồi bán mấy cái tượng mà
cái gì thần tài thổ địa đó mọi người, tượng Phật Di Lặc á, mà năm nay hình như là chưa cái khúc chỗ này. Thường thường nhất là khúc chỗ này sẽ bán những cái đồ lưu niệm, hiện tại là chưa thấy có nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên tay trái của quảng trường tỉnh, đó chính là thư viện tỉnh Đồng Nai. Hoa len, ê hoa gì nè. Hoa dẻ, hồ cá nè. 600 cũng nhiều ghê. 350 cũng có, giá nào cũng có. Cái hoa sen kia nhìn đẹp rồi, sen dẻ nhìn đẹp, màu trắng với màu hồng. Đây những cái bệ hồ cá 600, 350 có hết nha mọi người, 200 cũng có luôn, 370 cũng có, giá nào cũng có nha mọi người. Mọi người có thể mua về để trên những cái hòn năm bội đồ này nọ. Và bây giờ mình sẽ đi qua khu vực thư viện tỉnh. Đây những chuỗi hạt đá móc khóa 500.000 một cây. Đa số là năm nay thấy mai. Cái này là đào, đào ra hoa đẹp hay chưa? Đào nè. Đây này nở hết trơn. Đẹp quá. Mấy chậu nhỏ nhỏ chân nhà đẹp. Ê cái này đẹp nè, gốc này đẹp nè. Đây cái gốc này đẹp nè. Nhìn mấy cái bắp cải ở nhà chồng, bắp cải xanh bự chà bá luôn. Đây cúc mâm xôi nữa, hết mấy chậu nhỏ 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 nhỏ. Mấy nhỏ nhỏ vậy thì các bạn có thể có nhiều chỗ bán đó mọi người, 80, 100 cũng có, 150 cũng có. Đấy này trái gì đây? Này giống trái cây sambuche đúng không? Sambuche. Sambuche. Sambuche mọi người đây nè. Mọi người mua về trồng đi, rồi năm sau thì mấy tháng sau rồi có trái có đồ ăn. Đó, ớt nè. Hiện tại thì mọi người ơi thì cũng có vẻ hơi vắng khách nên là mình sẽ đứng ở ngoài mình quay thôi, mình không có dám vô trong show đâu. Mình đứng ở ngoài mình quay thôi nha mọi người, rồi mình sẽ zoom lên. Chứ họ cũng chưa có khách á, mình vô mình quay cũng ngại lắm. Đây bông giấy đẹp ghê chưa, mấy chậu kia cao, mấy màu. Này mấy cái em xinh đẹp và lung linh, múa ca trong anh bình. Hoa đào đẹp mọi người, hồi trước nhà mình cũng có trồng một cây á, cũng được mười mấy 20 năm á, nhưng mà sau này thì bị cây tầm gửi nó ký sinh nên là cũng chết queo rồi. Ê cái cành kia đẹp, cành này ở trên mạng hay thấy này, người ta uống kiểu này nè. Cái gốc đẹp bông, zoom lên đây quay nè. Ê cái này nè, thấp thấp nhỏ nhỏ mà cũng đẹp ghê á. Mình sẽ không có hỏi giá đâu nha mọi người, tại vì mỗi nơi sẽ có những cái giá khác nhau á.
nên là để một cái trung tâm thì mình sẽ không có thổi giá, mình chỉ đăng như vậy là trong quảng trường tỉnh hiện tại đang có những gian hàng như thế này thế kia để cho mọi người hình dung trước nha, mọi người chuẩn bị tinh thần, còn mình sẽ không có thổi giá nha mọi người. Đào năm nay nhiều đào ghê. Cúc, đây là cúc, bên kia là lan. Mọi người có bao giờ vô thư viện tỉnh Đồng Nai để đọc sách đọc báo chưa mọi người? Từ lúc mà nó xây tới giờ tôi chưa vô lần nào luôn á. Bảo tàng tỉnh thì tôi vô cũng hơi nhiều lần hồi nhỏ, còn thư viện tỉnh là tôi chưa vô bao giờ trong đó luôn. Đây là những hoa lan 1.1 triệu, 3.5 triệu, 4 triệu, 1.3 triệu lan. Cái đó họ có ghi giá nên mình đọc thôi nha mọi người. Vậy là năm nay mọi người sẽ thấy là tắc là nhiều nè, hoa đào cũng nhiều, cúc cũng nhiều, dạng thọ cũng nhiều luôn. Đây tắc, mình có điều kiện đó thì mình chơi mấy cái cây loại này cũng được, trưng trong nhà cũng được, ngoài sân cũng được, để đâu cũng được đó. Mấy mai nhỏ nhỏ sắm mình bán 50 ngàn, không biết ở đây bán bao nhiêu. Đầu sắm mình thì bán 50 ngàn. Hiện tại thì đang mọi người nè, thấy trống quá nhiều không mọi người? Chắc là kinh tế khó khăn á, với lại là người ta nhu cầu mua sắm tới chắc cũng ít á, nên là mình thấy có vẻ vắng thiệt. Mặc dù là mai là 2-3 đứa ông táo rồi, mọi người cũng có, người dân cũng có ra đường đi chơi đồ này nọ, nhưng có vẻ là tiết kiệm tiền đi vô những cái tụ điểm mà giải trí đồ này nọ, chứ chưa có thực sự là mua sắm ùn xì đùng. Này đẹp ghê à, treo mấy cái này cũng đẹp nè, thấy không? Treo cái là nhà có mùa xuân liền à mọi người. Cúc mâm xôi nè, một phía trước nhà để hai chậu thôi đó, cái này treo lên đi là có mùa xuân liền thôi mọi người. Nếu mà mọi người có kinh phí mà cỡ 10 triệu á thì mình nghĩ có thể mọi người mua những cái này mọi người trưng trang trí cũng được á mọi người. Và đi thôi. Mai Đài Loan. Kìa, đẹp chưa? Ê, ngay chỗ mà nhà mày, ngay chỗ có cái nhà nó trồng cái cây này nhưng mà nó cao á nhớ. Ngay chỗ mà gần cái cầu sắt á nhớ không? Ngay cái cầu sắt mà đi ra cái nghĩa địa là cây này cây cao luôn á, là mai Đài Loan đó. Cái ngay chỗ mà cái quán nhậu á, tôi nhớ nó có một cây cao giống luôn. Mấy cúc nhỏ nhỏ này, cúc nhí này, cúc hoa hồng lâu hồng lâu rồi mới thấy hoa hồng, bán hoa hồng đó mọi người. 150 một chậu. Vô trong quay mấy cái nào mà ra hoa á em giùm nó lên. 150 một chậu nha mọi người. Này lại. Dạ nở sớm. Nở sớm quá, đợi ít bữa nữa. Không có đâu chị. Nó nở lâu dữ lắm. Lâu tàn dữ lắm. Hướng dương, giờ mua hướng dương sẵn đi, tới gần đó nó nở ra là vừa. Mua đi, bà con cô bác ơi, vô mua giùm con đi. Ở dưới nhà mình cũng có bán Tết ở khu vực này. Mỗi năm là khoảng tối 30 là sẽ mua lại của những cái nhà vườn họ ở miền Tây á mọi người. Sau đó là mình mua, nhà mình mua mão lại rồi mình bán lại.
thì chỉ có đêm 29 hoặc đêm 30. Và hiện tại thì cái nhu cầu hoa kim hoa Tết thì nó cũng không có nhiều nữa nên không có bán. Thì cái thời đó là thời đó mình nhớ bao nhiêu ta, hình như là 30.000 hay 50.000 một chậu, là cách đây cỡ 15 năm khoảng đó. Thì nhà mình bán anh nha. Hiện tại thì mình phát hiện có người đi chơi nha mọi người. Thì cái thời đó là bán hình như là một cặp là 30.000 hay 50.000, mình nhớ gì đó, thì người ta bỏ mẫu lại là hình như là 15 hoặc là 20.000, thì bán đêm giao thừa mới bán. Tại vì hồi xưa là cái khúc này là họ cho bán tới 9-10 giờ đêm, còn bây giờ thì ở 6 giờ đêm. Giờ sẽ ra cái hướng kia. Cái quán cà phê này nó dẹp rồi hả? Cúc Đại, bên đây đa số là Cúc Đại. Quán cà phê chỗ này mọi người dẹp rồi, quán cà phê Farm hay cái gì á, dẹp rồi hả ta, dẹp chứ ta, hình như là vẫn có sáng đèn kìa, hình như là quán cà phê đã dẹp rồi. Đây là những có người mua mọi người, những chậu Cúc Đại rất là đẹp. Bên kia là Nhí Nhí kìa, cũng đẹp kìa. Này đẹp ghê không? Cái này gọi là cái gì quên bả, là cái gì à? Mọi người ai biết thì mọi người hãy comment nha mọi người, comment bình luận giúp mình nha, rồi like share giùm mình cái video này. Tên gì quên mất tiêu, để hỏi Lê Hoàng Hải Yến mới nhớ. Cái họ tạm cái họ trồng cái chậu con chậu rổ. Và bây giờ sẽ đi ra lại ở ngoài nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài cổng chính lại. Cái nhà vườn tắt mai nhỏ 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 nhỏ. Cây tiền gì đó. Rồi chưa, xưa kêu mấy cái này cái kim tiền, cái phát tài, không phải kim tiền, cái này gọi là hoa gì quên bả rồi. Lâu quá rồi không có mua nên cũng không nhớ nữa. Mấy cục nhém là màu gà nè mọi người. Tắt nè. Hiện tại thì mấy cái kia họ vẫn còn ươm lại, họ giờ họ che lại. Ướt. Ướt chuông nhỏ nhỏ. Nhiều màu lắm. Mua không? Ai mua đi, ai mua ủng hộ tôi đi, ủng hộ người nông dân Việt Nam đi mọi người. Đó. Nay mới tối 22 mà cỡ chừng 9 giờ rưỡi tối mà mọi người thấy cũng vắng rồi, đúng không? Mọi người thấy xe cộ nè, vắng tanh luôn. Hy vọng là những ngày cận Tết thì sẽ nhộn nhịp mua bán. Ê, ai giống Trâm vậy? Không phải đâu. Tưởng Trâm là bốc phốt nha. Nói gì? Qua mấy cục mâm xôi mà nó mua về, em cha mua về đó, mấy chị chè được gì nữa. Tại vì nó chưa nở, phải chưng nắng tưới nhiều lắm nó mới ra đó.
Này mua mấy cái chậu nhỏ nhỏ này để trên bàn cũng được này. Cái nó có cái chậu mà hình cái đứa bé mà nó ụm tay vậy thì cái hoa nó mập trên cái tóc á đó, thì mua cái này để lên cũng đẹp mà. Mọi người có thể mua cái chậu đó rồi mua cái hoa đó đó rồi bỏ lên cái chậu dạng đó cũng đẹp lắm mọi người, dễ thương nữa. Ngộ nghĩnh. Hoặc là ngày 14 tháng 2 mọi người mua á. Mua trước đi rồi tới 14 tháng 2 tặng. Đó, đỡ phải tốn tiền không? Trắng. Đây đẹp ghê chưa mọi người. Đứng đây để lát nữa cắt màn hình ra đăng Facebook. Từ từ nha. Một, hai, ba. Ok. Sau đây là nhà lồng hoa đào. Không biết là đào Bắc hay đào gì nữa mọi người. Đào đa số ở ngoài Bắc chuyển vô hoặc là Đà Lạt rồi này nọ. Ở ngoài Bắc thì có một cái làng hoặc là một cái tỉnh gì đó là hoa đào rất là đẹp luôn á mọi người. Lâu ngày mình cũng không có đọc những cái thông tin này nên là mình chưa thể cung cấp thông tin cho các bạn nhiều hơn. Giờ này vốn thông tin vốn sống hơi bị cập nhật bị ít nên là không có nói được. Nè, những cái cành này mọi người mua gì chưng ở trong những cái nhà mà mới xây, cái nhà mà xây dạng đơn giản mọi người chưng một cái cành đó thôi cũng đẹp. Mua những cái đồng tiền đồng xu đồ này nọ. Nè yeah. Ê đứng đây chiếc chụp hình không? Lan đây, ai mua hoa lan không? Ê đẹp ghê ấy. Mấy cái địa lan nhiều rồi. Chụp hình không? Vô ba người đứng vô đây luôn đi. Đèn sáng nè. Đứng đi, ờ. Nguyễn Đặng đứng, Yên đứng bên đây xíu. Nguyễn Đặng vô miếng. Vô, Yên vô. Hai ba. Mẹ nó. Rồi, ok. Đây. Tiền không đó mọi người ơi. Nhiêu đây? 32 triệu. Đó, mình đọc giá cho mọi người nha là 32 triệu. Rồi, quay xung quanh cái cây này cho mọi người coi. Mọi người có thể là mua ủng hộ những nơi gì đó thì mọi người có thể mua hoặc là chưng ở nhà cũng được. Đó. Cũng đẹp lắm á mọi người, màu vàng nè, màu trắng nè, màu xanh nè, màu đỏ nè. Kia đây, chỗ này là 32, coi chỗ này là 30 bao nhiêu đây? Chỗ này. Đây, ghế được không? Đây có giá nè. 33. 33 triệu. Dạ. Cái này là 33. Cái này là 33. Đây cái này, wow, cao, rất là cao. 3 mét hơn luôn mọi người. Đẹp quá. Xuân xuân ơi xuân. Cái gì cây trứng gà hả chị ý ơi, mua không chị ý ơi, trồng tiếp đi. Cây kẹo có dâu mà. Ờ Likima. Cây trứng gà nha chị ý ơi, chị ý có mua thì liên hệ em nha, em sẽ để lại cho giá rẻ cho. Giá phải chăng đây. Thêm cái tên đây vẫn là những chậu hoa giấy rất là đẹp luôn. Ở dưới đây là có xương rồng nữa nè mọi người.
mừng tên tên và lộc đến nhà nhà, cái mai vàng cái nở hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng anh cháu sang năm lại đón Tết tàn. Rồi bây giờ sẽ đi ra ngoài phía trước, thì ra ngoài phía trước thì nó sẽ đông đông lại nha mọi người. À, một điều lưu ý là khi mọi người vào những nơi đông như vậy thì mọi người có thể đeo khẩu trang và giữ tài sản của mình thật là cẩn thận nha mọi người. Điện thoại thì cầm trên tay hoặc là trong túi gì đó, tiền bạc, giấy tờ nha mọi người. Đây là những giờ ít thấy tạo kiểu mà mấy cái chỗ tắt mà tạo hình con này con kia, hồi xưa là có nhiều lắm á, tạo hình á, giờ không thấy kiểu tạo hình mấy nữa rồi. Chứ hồi trước tao nhớ là nó cũng hay tạo hình cái này cái nọ cái kia, bây giờ chỉ uống thôi à. Những nhỏ nè, cái này hình như là giấy luôn, hay giấy luôn chứ không phải là mimosa, không phải là cây tuyết sơn. Ớt chuông, ớt đồ nè, ớt bi, những cái mông gà nè. Mọi người thấy là một cái ô đất trống quá trời trống như vậy nè mọi người, chưa có ai thuê. Hiện tại không biết giá thuê ở Quảng Trường tỉnh là bao nhiêu, mọi người có buôn bán ở đây mọi người biết thì mọi người bình luận nha. Tắt này chín hết rồi, cái này chín rồi, tắt hay quýt, nhưng mà sao nó dần khè tắt á, tắt hay quýt, mọi người tắt hay quýt cho mọi người hình như tắt chứ sao quýt, quýt giống như quýt Thái á, giống như cây quýt Thái á đúng không? Nhưng quýt Thái nó bẹp bẹp hơn đúng không? Giỏ này tắt hay quýt cho mọi người, một câu hỏi dành cho các bạn đó mọi người. Đây cây mai, cây dừa, cây cau, dừa kiển đó, dừa kiển sung nè, sung túc sung nè, há miệng chờ sung nè mọi người. Đó. Hoa lan tiếp của 10 phong lan. Mình đang lan 600.000, 600, 500, 650 có hết đầy đủ giá cho mọi người. Mình đang thích những cái cây xương rồng kia, nhưng mà xương rồng này nó nhỏ quá, mình cần những cây xương rồng to để mình làm bối cảnh trang trí. Sống đời 100.000 một chậu, loại to 200.000. Dạ cái cây này hồi xưa là kêu là cây ngà voi nè, mà họ giờ không biết là gọi là cây gì, hồi trước chế nó gọi là cây ngà voi. Mấy cái này chân cũng đẹp nè, về chân bàn thờ nè mọi người, 1.1 này, 300 này, 390 nè. Mấy cái này nhỏ xíu vậy mà bán 390, 400. Kim ngân lượng 350 một chậu. Một chậu. Mấy này kiểu là mấy cái cây phong thủy. Kỳ cũng vậy. Màu rất là đây là tiệm 10 phong lan 3 nha mọi người. Đây 6 triệu, 9 triệu 6, 3 triệu 7, 8 triệu đầy đủ hết. Và bây giờ chúng ta đã gần tham quan gần hết cái Quảng Trường tỉnh rồi đó mọi người, thì bây giờ chỉ còn một vài cái điểm bán thì mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Và mình xin mến chúc cho mọi người, những người theo dõi kênh YouTube của mình, một năm mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn, cũng như là công việc thuận lợi nè, gia đình cũng là thuận lợi và ấm êm hạnh phúc luôn nha. Đây là những chậu hoa cúc này chưa nở nè mọi người có thể mua về, gần tới ngày Tết nó sẽ nở ra rất là đẹp luôn, chuyên nhà rất đẹp kìa, hoa giấy kìa mọi người. K
cái này không biết họ cho bán hay là có họ có cho thuê không ha. Rất là to và khổng lồ. Ai. Và mọi người nếu biết ở khu vực thành phố Biên Hòa mình có chỗ nào mà bán hoa Tết nữa nhiều á thì mọi người có thể giới thiệu cho mình sẽ tới quay review cho mọi người coi. Hồi trước là ở công viên B5 nhưng mà hiện tại công viên B5 bây giờ có những cái sân khấu ca nhạc nên họ không có còn bán nữa. Thì có những cái chỗ nào có thì mọi người hãy comment phía dưới cho mình biết với nha. Mọi người thấy đó thì nó cũng hơi vắng á mọi người đúng không? Hiện tại thì là 10 giờ kém 5 cũng khá là vắng. Mình không phải là mình đi trễ mà nó thấy vắng đâu, tại vì nhà mình cũng gần ở đây nên là mình cũng thấy cái lượng khách năm nay tới coi nó ít hơn năm ngoái luôn á. Năm ngoái nó ít rồi, năm nay còn ít hơn. Và cái chi tiêu có lẽ là mọi người cũng đang dồn xiết lại á mọi người. Đào Tết Thái Bình, nhà vườn Quang Toàn, đây Hoa Đào. Cái này bao nhiêu giờ còn những cái khu cuối nè mọi người, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người là hai cameraman. Một cameraman này tự nhiên hôm nay là cầm theo cái GoPro quay, và một cameraman này thì đang cầm cái máy màu đen này đang quay hoa cho mọi người coi. Hai camera là tổng cộng hôm nay là có hai cameraman nha mọi người đó. Thì mọi người muốn theo dõi mặt của cameraman này không, mình sẽ cho mọi người coi. Người ta ngại rồi mọi người ơi. Cái này là quýt nè, màu vàng đẹp quá. Ok, và sau đây mình đã đi hết một vòng quảng trường tỉnh rồi. Hết một vòng quảng trường tỉnh rồi mọi người. Thì là mọi người có gì tranh thủ ghé mua ủng hộ những gian hàng ở đây nha. Rất là đẹp luôn, và giá thì có thể mọi người sẽ trả giá được thôi á mọi người. Và kết thúc video clip này thì các bạn hãy bấm like, share và cũng như ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Công việc của mọi người hiện tại có ổn không? Thì Tết này được thưởng bao nhiêu? Và ngày bao nhiêu được nghỉ Tết? Hiện tại thì mình bắt đầu chính thức kỳ nghỉ Tết, nhưng mà nhà mình thì có buôn bán hàng Tết giống như mọi năm, nên hiện tại thì cũng sẽ bán hàng cho tới trưa 30 Tết nha mọi người. Thì nhà mình bán chân gà rút xương thúc Thái, thì mọi người có muốn ăn thì hãy liên hệ mình hoặc là vô Zalo 0909072053 để đặt hàng. Thì một hộp là chỉ có 200 ngàn thôi và có thể được free ship, còn nếu mà xa quá thì lấy phí ship cỡ 10-20 ngàn thôi nhỏ nha mọi người. Chất lượng hàng đầu. Đây là những chậu bonsai nhỏ nhỏ.